Xin chào các bạn. Grip Indra là admin Black Fruits vừa mới đăng speakpick mới trên Twitter và đó dường như sẽ là hai thanh kiếm của Odin sẽ sớm xuất hiện trong Blox Fruits. Song kiếm của Odin là biến thể của hai thanh kiếm. Odin sử dụng hai thanh huyền thoại bằng cách cầm mỗi tay một thanh, được gọi là Tusita và Yama trong black Fruits. Đó có nghĩa là người chơi có thể kết hợp Tusita và Yama và biến chúng trở thành song kiếm trong update 17.3. Tôi tin là thanh kiếm này sẽ rất mạnh, vì Odin là một trong những nhân vật sử dụng kiếm rất mạnh trong One Piece. Black Spruce quyết định gọi thanh kiếm này là Dual Katana, và thanh kiếm này được xếp vào loại Metal Đây là Steel X được gọi là Slayer Agilard, và nhìn giống như bạn cần phải giải đố để lấy cất Dual Katana, giống như cách ta lấy Tusita. Điều này làm tôi khá hào hứng. Tôi cực kỳ yêu thích việc giải đố trong Black Fruits và tôi không thể đợi được nữa. Ngoài ra, tôi vừa mới khám phá ra một sự dò dỉ về Update 17.3 mà rất nhiều người không biết. Nó đây. Nhiều khả năng, đây có lẽ sẽ là đảo mới trong Update 17.3. Capricorn Chui Form cũng sẽ xuất hiện trong đảo này. Update 17.3 Part 3 sẽ được công bố trong vài tuần nữa để chuẩn bị răng buồm ra khơi đến với đảo mới và tất cả những bom tấn khác.